Làm sao để cạnh tranh với đối thủ bán sản phẩm tương đương mình nhưng với mức giá thấp hơn cả giá vốn mình nhập? Phương án số 3, tiến hành nâng cấp và cải tiến sản phẩm. Bạn hãy nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới sản phẩm, cho ra mắt những cái sản phẩm mới với nhiều tính năng, nhiều giá trị cộng thêm. Và đặc biệt, nếu bạn là người tiên phong, người đi đầu thì thật sự tuyệt vời. Bạn có thể làm việc trực tiếp với đơn vị sản xuất để có được chi phí tốt nhất. Phương án này đòi hỏi bạn cần có một đội ngũ sáng tạo và có một ngân sách lớn một chút, có nhiều tiền một chút. Có một thương hiệu Việt mà mình thấy làm điều này rất là tốt, đó là thương hiệu Coolmade. Họ liên tục cho ra những cái phiên bản sản phẩm mới, những cái version mới như là áo polo này, quần chạy bộ này. Một ví dụ đơn giản như là thương hiệu nước hoa của người Việt mà vẫn đang triển khai, bên mình đã cải tiến mẫu mã chai này, cải tiến vỏ hộp này để tạo sự khác biệt và tăng tính cạnh tranh. Về kỹ năng sáng tạo thì hoàn toàn có thể học được, và Tuấn sẽ chia sẻ riêng trong một chuyên đề trong những video sau.